bự. Cầm cái này ăn thảo cái anh hiện. Chọn cá gô bự cá nhậu. Trời 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 trời. Cá gô mày. Quá trời bự ơi. Đó. Lên cầm lên. Chọn cá gô ngày nãy giờ công sức của mình nè cả nhà. Bự trời trời. Chào cả nhà nha. Bữa nay mình với anh Hiền sẽ tiếp tục một ngày đi câu cá nữa nha cả nhà. Hai mình câu cặp mé lộ ở đây nè cả nhà. Cặp mé lộ. Anh Hiền ảnh đang đứng ngoài đây nè. Đó, anh Hiền ảnh đang đứng. Cả nhà ha. Bữa nay anh em đi câu cá sấu chưa gì câu câu cọp. Anh em mình đang câu thả cần đây nha cả nhà. Đó. Anh Hiền ảnh đang câu. Mình cũng có một cần để riêng cho mình nữa. Mình cũng đang thả dưới đây nè cả nhà. Cần của mình nè. Đó, cần của anh Hiền. Đây, anh Hiền ảnh câu được một con cá chê thật là to nha cả nhà. Trời ơi trời. Để mình quay cận cảnh nè. Đó. Đó. Quá trời luôn. Đây khuôn mặt của ảnh. Hồi nãy mình đi lại trễ quá không có thấy. Giật lên đó. Anh Hiền ảnh đang câu à. Dính nè. Đó, quá trời luôn kìa cả nhà ơi. Trời ơi trời trời cái bọc gác hay gì á. Dính gác luôn. Cá không? Đó nè. Đó nè. Trời ơi con cá luôn cả nhà ơi. Gô quá trời to luôn, gỡ bột gác ra con cá đi sao nó bự dữ quá trời bự luôn à cả nhà. Gô mẹ trời chợ đã trời đã à, sớm giờ mình đi nắng quá trời luôn, giờ có một địa điểm ngay chỗ mát này nè. Hiền nãy mới câu dính cá rồi giờ mình ngồi câu luôn với anh đi, nãy giờ nắng quá cả nhà ơi. Câu dính thử mấy con lại đây ngồi mát mình câu luôn. Đây có bụi lá dưới kia cũng cá nữa, ảnh thì câu bên đó. Nói chung thì sớm giờ mình câu cũng được mấy con cây đứng cá nè cả nhà, để mình kiếm rồi có trái nào hái mình ăn được. Đây nè cả nhà đó. Mình chạy đứng cá nè cả nhà, hái mình ăn về ký ức tuổi thơ nha cả nhà. Rồi. Giờ nghỉ câu cá luôn, hái tính cá ăn cả nhà. Ở trên thì ảnh câu. Ảnh câu gì ảnh giật đùng đùng nó tân không thấy con cá nào cả nhà. Rồi hái tính cá ăn. Chín rồi cả nhà, vàng đẹp. Okay, trời ơi trời trời đó dính nữa kìa cả nhà ơi. Hiền ảnh cây sao câu hay quá cả nhà ơi. Mình ngồi ở xa phút rồi nên mình quay không rõ nha cả nhà. Đó, để mình quay ra nè, cá gô cũng bự lắm cả nhà. Đó, đó cây xua đũa cả nhà, đó heo bông trắng trắng cả nhà. Để xa mấy bờ bên kia nên quay qua được. Mà đây xua đũa ha. Đũa này để nấu canh chua là nhức nắp luôn á cả nhà. Trời ơi. Hay quá anh Hiền ơi. Đó, dính nữa. Sáng giờ mình đổi địa chỗ nhiều chỗ lắm ha cả nhà. Đi tùm lum hết á. Này dính rồi hột mà ơi. Trời ơi cá gô bự. Cầm cái này em thảo cái anh hiện. Chọn cá gô bự hơn cả nhà. Trời 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 trời. Cá gô mày. Quá trời bự ơi. Đó. Lên cầm lên. Chọn cá gô ngày nãy giờ công sức của mình nè cả nhà. Bự trời trời. Ô. Giật quá trời bự cả nhà ơi. Xuống đi đâu. Trời bự ơi. Giờ nay đi câu điểm này đã quá cả nhà ơi. Để mình cầm lên nè. Quá trời bự luôn nè.
cái bự. Ồ. Ờ trời. Yeah, no. Cả nhà giúp nó nè cả nhà ơi. Móc vé giùm em luôn nha. Đây cầu cá rô bự bự không này cả nhà ơi. Cá rô mày không à? Đó, vừa hạ xuống kéo phao nữa cả nhà ơi. Quá giật mày luôn. Hết màu. Ồ. Oh, đâu rồi? Vô coi vậy. Đó là dính nữa kìa nha. Cái con bự không à, đâu rồi, đưa tham quan con cá ăn cả nhà. Dàn ôm luôn rồi cả nhà ơi. Đó, đâu rồi. Dàn ôm luôn à. Bự hết hồn luôn cả nhà. Nó đang lôi phao của mình nữa kìa cả nhà. Này, cái cá gì mà nó lôi yếu quá. Ngập phao rồi. Dính nữa cái. Rồi bên hàng ảnh câu dính nữa kìa cả nhà ơi. Mình lo quay cái cần của mình không à. Ảnh dính nữa rồi. Anh em mình giờ chuẩn bị về cả nhà. Sáng giờ câu được nhiêu đây cả nhà. Đó. Mình quay à. Đây một xô luôn cả nhà. Tối quá. Mình lựa chỗ nào sáng sáng mình quay. Quá trời luôn cả nhà. Nửa xô luôn. Để một hồi về nhà mình đổ ra mình quay nữa cho cả nhà xem nha. Đây là thành quả của hai anh em mình câu hồi sáng giờ nè cả nhà. Trời. Đó, giờ mình đổ ra. Có cái gồ bự bự không nè cả nhà. Quá trời bự. Đó, còn là con ấy nè cả nhà. Bự chà bá rồi. Đừng cá chê nữa. Hai con. Đó, được nhiêu đây nè.